Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay em Ngác được gặp bác sĩ Phạm Xuân Trịnh ấy. Thì có rất nhiều các câu hỏi của bà con muốn hỏi anh Trịnh, thì anh Trịnh có thể giải đáp giúp em được không ạ? Ok, xin mời. Thì hôm nay thì có một cái đàn gà của em là 1.000 gà ấy, thì có hiện tượng là phân trắng bết đít mới có 10 ngày. Thì anh có pháp đồ là để điều trị một cách hiệu quả nhất không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Ngan Nguyên và cảm ơn câu hỏi của khán giả. Như các bạn đã biết là nếu một con gà mà lúc 10 ngày tuổi mà nó bị phân trắng bết đít ấy, thì người ta liệt là nó vào hai cái bệnh như là bạch lỵ thương hàn hoặc là E. coli. Vậy thì ở đây ấy, chúng ta chỉ có thể dựa vào trải nghiệm của mình để biết rằng nó là bệnh gì, hoặc là chúng ta phải xét nghiệm thì mới biết là bệnh gì. Nhưng tuy nhiên, tất cả những cái trải nghiệm, tất cả những cái kiến thức của Phạm Xuân Trịnh 14 năm qua thì tôi có thể xử lý như sau. Các bạn biết là E. coli và Salmonella nó thuộc về hai con vi khuẩn gram âm. Vậy thì nếu mà các bạn muốn điều trị theo trải nghiệm thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm như sau. Đây, ở trên tay Xuân Trịnh đây là đặc trị thương hàn Fluquin nhá. Nó được thiết kế bởi thành phần là Flumiquin, chuyên trị về vi khuẩn gram âm. Vậy thì nếu một con gà của chúng ta nó bị phân trắng bết đít này, hoặc là chúng ta có thể liệt nó vào là E. coli và thương hàn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc là đặc trị thương hàn Fluquin này. Thành phần của nó là Flumiquin. Nó sẽ trị dứt điểm cái triệu chứng bệnh tích mà bác sĩ Nguyễn Ngát vừa hỏi trong vòng khoảng từ 3 ngày đến 5 ngày. Và cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngát, mời bác sĩ cầm sản phẩm ạ. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Các cô chú và anh chị mà muốn biết thêm về cái dòng sản phẩm đặc trị thương hàn Flumiquin này thì hãy comment ngay dưới những video của em Ngát. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngát.